Dì Dung bất ngờ bên vực Miss China Watch, tổ chức Miss China International không sai, lỗi là ở fan. Thời gian qua, loạt ồn ào về đại diện Việt Nam tại Miss China International 2022 xôn xao diễn đàn sắc đẹp. Mới đây, bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung chính thức lên tiếng và lùm xùm. Thời gian qua, các diễn đàn bàn chuyện sắc đẹp luôn bàn luận rôm rã câu chuyện về hậu chung kết Miss China International 2022 xoay quanh các phát ngôn của Chủ tịch NaWAT và đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân. Trước loạt lùm xùm đó, bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung chính thức lên tiếng trong cuộc trò chuyện với truyền thông. Bằng cách nhìn chủ quan lẫn khách quan, bà trấn an được người hâm mộ. Về ồn ào giữa ông NaWAT và người hâm mộ sắc đẹp Việt lẫn quốc tế, bà trùm hoa hậu cho biết là những cuộc đấu tranh giữa fan các nước, fan Việt Nam và fan Thái Lan, fan Việt Nam và người sáng lập ra cuộc thi. Do những xung đột về mặt ngôn ngữ, loạt cái cảm xúc của hai bên được đẩy lên cao nên mới tạo ra các câu chuyện như vậy. Nhưng bản thân MCI là một cuộc thi chất lượng, cho nên cá nhân tôi nghĩ rằng bản thân cuộc thi không có lỗi, mà lỗi ở đây là giữa những người hâm mộ với nhau. Họ đã có những điều bức xúc của riêng mình, đưa quan điểm cá nhân rồi tạo ra những cuộc nói chuyện như vậy. Nếu chúng ta suy xét đến tận cùng của câu chuyện, thì chính vì cuộc thi hot và giá trị của cuộc thi đã tạo ra được rất nhiều cho mọi người. Cho nên khi không đạt một điều gì đó, chúng ta mới tạo nên sự bức xúc lớn như vậy. Bản thân MCI là cuộc thi cần rất là nhiều cá tính. Quay trở lại với những lùm xùm thời gian vừa qua của ông NaWAT với fan sắc đẹp Việt là vì Thiên Ân, đại diện Việt Nam đến với MCI 2022. Cô được đánh giá cao, song chỉ lọt top 10. Chưa kể hậu chung kết, ông NaWAT còn có những phát ngôn liên quan đến người đẹp bị nhận xét là thiếu tôn trọng thí sinh. Ông NaWAT từng thẳng thắn, phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to. Chính vì vậy, người đẹp không đáp ứng được tiêu chí. Tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Top 20 là thành tích ổn, quá tốt cho Việt Nam rồi. Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa. Chẳng nhẽ loại Brazil để đưa Việt Nam vào hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia. Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình. Thời gian qua, bà Kim Dung và ông NaWAT có mối quan hệ thân tình. Chia sẻ kỹ hơn về những câu chuyện sau chung kết Miss China International 2022, bà trùm hoa hậu cho biết, bản thân người sáng lập ra cuộc thi cũng rất là cá tính. Và khi những cá tính mạnh đụng nhau, chuỗi cảm xúc mạnh lẫn vào nhau, chắc chắn sẽ có loạt vấn đề làm tổn thương nhau. Về những tranh luận này kia, tôi nghĩ rằng nó rồi sẽ trôi qua thôi. Khi mọi người bình tĩnh lại và giải quyết được, vấn đề nó sẽ trôi qua. Cho nên tôi mong mọi người nhìn nhận vấn đề nó theo góc độ cởi mở hơn và không nghĩ đó là những ồn ào tiêu cực. Bởi lẽ chúng ta ai cũng sẽ có lúc nóng giận, vì ai cũng sẽ có những cái quan điểm cá nhân. Nếu nó được đặt để đúng chỗ và được tiết chế đúng chỗ thì đã không xảy ra những câu chuyện đó. Tôi vẫn khẳng định là bản thân cuộc thi MCI là một cuộc thi chất lượng và có đầu tư. Bà trùm hoa hậu chính thức lên tiếng về loạt ồn ào đang rôm rã trên các diễn đàn bàn chuyện sắc đẹp. Khán giả, người hâm mộ có thêm nhiều cái nhìn khách quan về những lùm xùm sau chung kết Miss China International 2022 và thêm niềm tin hơn đến Phương Anh khi mang chuông đi đánh xứ người. Hy vọng những ồn ào lắng xuống giảm sự ảnh hưởng đến hình ảnh người trong cuộc. Sau cuộc thi, trang Instagram của cuộc thi đã tụt hơn 2 triệu người theo dõi. Ngoài ra, khán giả còn bức xúc khi đêm thi chung kết trở thành nơi để ông NaWAT khiêu khích tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ khi để dòng chữ MU trên quả địa cầu bị chữ MCI, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đánh bật ra.